xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Yeah. Alo, bác sĩ, tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ. Tôi nghĩ tôi cần một liều thuốc để giúp tôi có thể quên hết đi. Một liều thuốc cho trái tim, một liều thuốc cho tâm trí. Tôi muốn sau tối nay có thể quên người tôi từng xem là baby. Anh ghét cái cách em khuấy cảm xúc lên như món đồ thời trang Gucci, Louis, Prada vào những lúc em không chán. Anh ghét cái cách em nói về chúng ta với lại vài người bạn. Đăng vài dòng trạng thái chỉ để cho em thấy thỏa mãn cảm xúc. Đang làm anh cảm thấy được giải thoát khi mà hai đôi ta đang ở hai nơi xa. Hay là do em muốn được kiểm soát, đưa anh xuống vực sâu, chỉ cầm anh trong đấy thật lâu. Chứ là em không biết hay là em không tiếc, anh nghĩ anh sẽ never know. Trở về từ địa ngục nên giờ anh chỉ muốn yêu bản thân mình. Chú em sống tóc với đống phố đó không cần em hiểu chân. Tên hỏi thời gian tên là chi hỏi thời gian tên là chi. La à, ca này bác sĩ bó tay. Nếu mà còn được giải cứu thì chưa biết sẽ có ngay. Lát nghe nè, trong anh khá ok nè. Nhưng anh chắc chưa baby, sau đôi mắt anh yêu vì một liều vitamin love, một mùi tệ tình yêu. Nghe là thầm thì của Cupid, love is so sad. Càng đơn giản càng tốt, mấu chốt càng đơn giản càng đáng yêu. Càng thật vẻ càng sáng, chịu đựng chưa bao giờ là cách yêu. Anh muốn biết cái cách anh phải dành thời gian. Good things like time, tình yêu là trời ban, quý hơn cả bạc vàng. Trở thành cá thể mạnh nên mang một tình yêu lớn. Luyện tập như là break dance, vision burst skill của tech dance. Khó nhưng mà nó worth man. Từ bỏ anh, tình yêu ở trong không khí mỗi ngày mà anh hít thở đốc cho nên chỉ sức mạnh không sách vở giữ một cái đầu lạnh với một trái tim nóng, tinh thần của thanh giống, yêu quê hương gia đình, những người trước mắt mình, những người ở sau ống kính. Tình yêu làm cho anh buồn, tình yêu làm cho anh vui, cho nên mới phải nói tình yêu quá là điên rồ. Love is so sad, love is so, love is so. Hôm nay hở cái nóng ở Bình Thạnh, ngày mai mua cái lạnh ở Saba. Hôm nay tập gym ở quận 8, ngày mai bánh cua ở Sala. Hôm nay uống cà với sữa đá, ngày mai nghe nhạc Jamaica. Tất cả điều đó đều có thể xảy ra nếu cho anh tập trung vào cơ thể này và I love my homies, I run and I run it. We rap and it's spinning the block when the clock is about to get funny. It's time to get some money. Anh muốn tốt hơn cho anh chị em anh muốn đủ bàn trái cây kem chép anh muốn bố mẹ không còn thức sớm chạy xe quá tốc độ men bạn ở trong xóm anh muốn di chuyển nêu nặng và sáng nhìn anh nay nghèo nhiều khi chiều mới sang thế không muốn phải lại gần mùi khói nhưng nếu cần thiết thì anh sẽ mang xe tôi sẽ còn nông mọi khi bụng đói bên xanh vậy để không để thời gian trôi qua anh này ngồi sau chiêu xe và dần lối nhưng sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm qua. Em ơi em ơi em à, em ơi em là anh sẽ mua bao kem mặc váy đi cô nhưng mà những việc chưa với xong đã. Ok em ơi em ơi em à, Shorty em ơi em là. Nếu mà không làm việc đó thì khi đuối tiếc nên không lãng phí mọi thứ lấp lánh không phải để khoe vết sẹo trên người không cần thiết phải che. Shorty Tang chân thành không tương màu mè lời nói thật lòng chưa bao giờ vậy nghe. Không bị chất đóng anh luôn hăng say tối đa thời gian tìm ba chất đầy quên đi nỗi đau gạt đi đắng cay anh hăng thịnh vượng đi vui đâu đây năm nhớ 10 nhung tình cảm trọn vẹn khi có người vùng người thăng hoa kẻ mông lung người sao hoa kẻ ung dung. Anh muốn xây nhà cho mama anh chị em mình không còn bồn ba anh muốn tim mình không còn hoa đa yêu em nhiều hơn như ngày hôm qua. Anh muốn dây chuyền đeo nặng và sang mấy thằng này nghèo nhiều khi chiều mai sang không muốn phải lại cần mùi khói nhưng nếu cần thiết thì anh sẽ mang sang làm đẹp cho đời không cần công cán bằng tính lương thiện là do trời ban dù cho người già hay là trai trang cùng rằng ngày mai vui. quanh, đôi mắt long lanh, tâm hồn mỏng manh, em đẹp như trong tranh. Em ơi em ơi em em ơi em ơi em là anh sẽ buông bật kênh mặt với đi cô, nhưng mà những việc chơi với xong đã. Ok. Em ơi em ơi em em ơi em ơi em là nếu mà không làm việc đó thì sẽ khiến núi tiếng, nên không muốn lãng phí một channel. I'm making a change, I show them some love, I say khiến họ rùng mình. I'm fading away, tiền tỏ ở trong cơm, mong sang ngân người cùng mình. Anh nói chuyện hip hop được chiếu trên TV, muốn được phải đẹp tôn vinh. Là thế tiết gương, anh không làm cho sang, anh làm vì rất tin. Anh mong ngày mai tươi sáng, không còn nhà lính, không tính nhà quan. Anh mong ngày mai ấm áp, phản sự như ý, phúc lộc trời ban, chói sáng, kiêu sa, ngọc ngà, thiêu hoa, sương gió, phong ba, say đắm lòng ta. Và đây là Minh Lai, Shorty Tang, you know, Money Team. You know what we do. Shout out to Andree, shout out to WALK UP. You know what we do. Yeah. Okay, hey, the next two coming up, I feel like they have potential. If they have the right direction, they can really go far in what they do. Wavy so smooth with his voice and the way he flows. Liu Grace, very talented. Her energy is really dope. Okay, how are you guys? Are you guys good? Yeah. Okay, hey, I'm happy you guys are on my team. Khi mà vô đợi anh Thái, em đã nhìn Wavy, em đã nói là cho em làm với Wavy. Tại vì Wavy gần về phong cách mình nhất. Xong cuối cùng là làm với Wavy thiệt luôn. Mình không biết là mình sẽ phải đấu với một bạn nữ thì sẽ như thế nào. Đối với mình, đây không phải làm tranh đấu hay gì hết. Cái cuối cùng bản thân mình muốn đó là một bài hát hay. So I feel like with you guys, we're just gonna do like a love topic. I feel like with them, they could just be creative about love. It's just not your regular story of love and can be creative and play. Tình yêu nó luôn luôn tồn tại. Mọi người sống lúc nào cũng cần tình yêu hết. Cho nên là chủ đề tình yêu nó vừa dễ mà nó cũng vừa khó. Cái vòng này là cái vòng đối đầu á. Làm sao để chủ đề tình yêu nó có cái sự đối thoại giữa hai nhân vật của tụi em. They will do like a different love, like a good and bad. Like, you know, you could be like the good and you could be the bad. Some flip it, you know. I think you guys got it. Cái ý đồ của anh Thái rất là hay. Mình sẽ muốn là một cái cuộc tự sự gì đó của mình về cảm xúc của người con trai, về tình yêu nó tệ như thế nào. Và sau đó là Liu Grace bày tỏ về cái quan điểm của Liu Grace. Cũng có thể là trải nghiệm của mọi người về tình yêu nó không được tốt, nhưng mà tình yêu thì vẫn là tình yêu thôi. Chẳng qua là cái lăng kính của mình nhìn tình yêu đã khác. Chứ thật ra tình yêu vẫn mang những giá trị tốt đẹp đến cho con người. Whatever you do, I want you to write where you understand and you know it's in your heart. Yep. And what you guys think about beat? Because we got, you know, we got the beat man right here, the 2pillz. 2pillz có cái beat kiểu này thì mọi người nghe thử đấy. Yeah. Mới vô cái beat đó, quay về nghe có một cái đoạn kiểu nhạc nó tạo cho mình một cái không gian. Mình nghĩ là mình có thể khai thác được. Quý vị sẽ xin anh Thái làm mình là cái verse đầu tiên, mình hát đầu tiên luôn. Wow, 2pillz thật sự đã đem đến cho Liu Grace những cái âm thanh hơi hướng pop. Tại vì đối với tình yêu thì mình không muốn một năng lượng nào nó quá là nặng nề. Mình muốn tình yêu phải vui vẻ. Wow, cái beat này đúng ý Nhi với lại Wavy luôn á. Ok. Yeah, yeah, I like it. But we need a hook, we need a catchy hook. Tại vì cái này về tình yêu nữa thì mình nên có một cái câu gì đó mà kiểu cũng đơn giản thôi, không cần phải quá phức tạp. Em nghĩ là tình yêu thì cứ nói thẳng tình yêu luôn. Love is so savage. Dịch qua tiếng Việt là tình yêu quá là điên rồ. Thì điên rồ ở đây nó sẽ là vừa tích cực vừa tiêu cực. Cô bị thấy được lắm. Yeah, me too. Hi, good luck y'all. Mình rất là mong mọi người đón chờ cái bài hát lần này của mình với Liu Grace. Rất là tràn đầy hy vọng về cái vía của 2pillz. 2pillz đã mang đến cho mình một cái beat rất dễ thương ở vòng 1 và giúp mình nhận được 2 nón vàng, thì ở vòng này mình cũng rất là mong kết quả sẽ tốt đẹp đến với 2 đứa mình. Các bạn ơi, như anh Thái nói, họ trẻ, họ ngây thơ, họ sẽ làm những điều bất ngờ. Họ điên rồ. Vâng. Tại sao họ điên rồ? Vì họ yêu. Tình yêu luôn điên rồ. Với Liu Grace và Wavy. Hello, bác sĩ, tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ. Tôi nghĩ tôi cần một liều thuốc để giúp tôi có thể quên hết đi. Một liều thuốc cho trái tim, một liều thuốc cho tâm trí. Tôi muốn sau tối nay có thể quên người tôi từng xem là baby. Anh ghét cái cách em khuấy cảm xúc lên như món đồ thời trang. Gucci, Louis, Prada vào những lúc em tâm trạng. Anh ghét cái cách em nói về chúng ta vớ lại vài người bạn. Đăng vài dòng trạng thái chỉ để cho em thấy thỏa mãn cảm xúc. Đây làm anh cảm thấy được giải thoát khi mà hai đôi ta đang ở hai nơi xa, hay là do em muốn được kiểm soát. Đưa anh xuống vực sâu, chỉ cầm anh trong đấy thật lâu. Cho là em không biết hay là em không tiếc, anh nghĩ anh sẽ never know. Trở về từ địa ngục nên giờ anh chỉ muốn yêu bản thân mình. Chú em sống tóc vỡ đống phố đó không cần em hiểu chân. Tên hỏi thời gian tên là Chi hỏi thời gian tên là Chi. La à, ca này bác sĩ bó tay. Nếu mà còn được giải cứu thì chưa biết sẽ có ngay. Lát nghe nè, trong anh khá ok nè. Nhưng anh chắc chưa baby, sau đôi mắt anh yêu vì một liều vitamin love, một mùi tệ tình yêu. Nghe là thầm thì của QB. Love is so sad. Càng đơn giản càng tốt, mấu chốt càng đơn giản càng đáng yêu. Càng thật vẻ càng sáng, chịu đựng chưa bao giờ là cách yêu. Anh muốn biết cái cách anh phải dành thời gian. Good things like time, tình yêu là trời ban. Quý hơn cả bạc vàng, trở thành cá thể mạnh nên mang một tình yêu lớn. Luyện tập như là break dance, vision burst skill của take dance. Khó nhưng mà no worth man. Từ bỏ anh, tình yêu ở trong không khí mỗi ngày mà anh hít thở đốc cho nên chỉ sức mạnh không có sách vở giữ một cái đầu lạnh với một trái tim nóng, tinh thần của thanh giống, yêu quê hương gia đình, những người trước mắt mình, những người ở sau ống kính, tình yêu làm cho anh buồn, tình yêu làm cho anh vui, cho nên mới phải nói tình yêu quá là điên cuồng. Love is so sad, love is so, love is so. Cảm ơn các em. Đúng là giới trẻ nha. Andree, bạn có thấy đủ điên rồi chưa ạ? À? Bài trình diện của hai em rất là tốt. Đốt cháy sân khấu này. Wavy, em có một cái giọng rất là đặc biệt, nhưng mà em nên tập luyện thêm flow của em. Flow của em nó vẫn nằm trong một cái vùng rất là an toàn, nó không có cái gì biến đổi đặc sắc qua tất cả các cái bài thi. Cho nên là anh muốn em sửa cái flow của em để làm cho mình thêm đa dạng. Còn Liu Grace, em vẫn rất là tuyệt vời. Nhưng mà anh nghĩ là nếu em về đội của anh có thể làm em tốt hơn ngày hôm nay. Ây chà. Tại vì qua cái phần biểu diễn này thì anh thấy em vẫn chưa thể hiện hết mình, vẫn nằm trong một cái vùng an toàn. Nếu mà có vấn đề gì thì anh có cái này dành cho em. Nói vậy lát không loại. Phủi đầu ban giám khảo thế. Nếu ban giám khảo không loại thì không coi nhân chưa nói gì. Big Daddy, bạn nghĩ sao? Em thì lại hơi trái ý hàng xóm của em một chút anh ạ. Wavy đã trả lại cho bản thân mình phiên bản Wavy mà anh được biết. Anh thấy khá là ưng ý với cả cái flow mà em đi trên con beat này. Và anh ấn tượng với cả cái bài thi này của em hơn là ở cái vòng 1. Hơn nữa anh rất là thích cái mũ của em. Anh cũng là quỷ đỏ. Dễ thương. Còn về Liu Grace, về mặt flow, nếu mà so sánh thì em hơi thua so với Wavy một chút. Nhưng mà anh lại rất là thích những cái nội dung của em. Mặc dù một cô bé thôi nhưng mà em viết những cái line nghe rất là hay và rất là ý nghĩa. Ví dụ như là anh sẽ là một cá thể mạnh nếu như anh có một tình yêu lớn. Anh muốn hỏi em là em đã phá tim nhiều lần chưa? Thật ra thì trước đây em cũng cảm thấy là tình yêu nó không quá quan trọng trong cuộc sống của em. Một mình em vẫn có thể làm những gì mà em thích. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em rất thích tình yêu. Em rất thích tình yêu. Những cái nội dung mà em viết ra như kiểu là em đang dạy cái bạn trai kia là phải yêu như nào luôn đấy. Yo, Liu Grace, cái vé đầu của em vừa nói là làm một thành viên đội của anh. Hơi đau tim đấy. Đau tim nha. Minh Lai đang ở bên Andree phải không? Đang ngồi quanh đây sao này. Bray. Em lại thấy anh Andree nói đúng mà. Về cái flow của Wavy ấy. Hiện tại thì qua 2 vòng anh vẫn thấy là cái cách em xử lý cái flow của mình, nó có nhiều khúc là em cứ chạy hoài mà anh không có thấy cái điểm dừng luôn. Và không thấy được là nó tạo nên một cái gì đó để mình có thể ok. Em cảm ơn anh Andree. Về Liu Grace, lúc nãy em ngồi đây xong cái tự nhiên cái em liên tưởng tới chị Suboi trong cái bài Rainbow Shine nữa. Lâu lắm luôn rồi. Em thấy cái năng lượng đó của bạn và em rất là thích. Ok, anh Thái có cái khó khăn gì khi làm việc với hai bạn này không? I feel like mấy cái advice mấy em này nói tụi em thích cái gì chỉ take in, không thích thì chỉ bỏ, you know. Okay, guys, I already told you how I felt about the song, but if you guys like it and that's what you do, then I support it. Because the music is for everybody, so like, you know, just do what you do. You know? Các giám khảo, mọi người nghĩ sao? Wavy, hôm nay anh thấy em cháy hơn rất là nhiều. Mặc dù là em vẫn dùng cái tông trầm cho cái vocal của em. Chính vì thế mà em sẽ thiếu cái độ lên cao xuống thấp hơn so với Grace. Và Grace làm tốt hơn cả về flow lẫn cái phần lyrics. Cái cách em truyền tải ấy, nó chưa có những cái để lật lại và giải quyết. Rất là mong lần sau khi mà em viết những bài hát về những chủ đề mà có chiều sâu như này thì em sẽ đạt được nhiều thứ đủ để mọi người có thể hiểu được nhiều hơn. Em cảm ơn. Em cảm ơn anh Tiên. Thật ra thì Su rất là đón nhận cái nhìn của tình yêu bất kỳ độ tuổi nào. Không cần phải sâu mới có thể viết được về tình yêu. Và rõ ràng là màu sắc hôm nay các bạn đem tới thì nó tiếp cận với nhạc quốc tế. Cái giọng của Liu Grace nghe nó rất là dễ thương, thánh thót. Còn Wavy á, thì chị cảm thấy là hôm nay em hơi rướng để cho nó lên cao. Nếu mà em biết chơi với cái giọng trầm của em có cái đó và em đã không dùng nó ngày hôm nay. Chị cũng hơi ngạc nhiên. Cái giọng trầm đấy lên sân khấu thực sự là nó sẽ hơi thiếu năng lượng. Vì vậy mà bạn ấy sẽ đọc cao lên hơn so với ở trong phòng thu bạn ấy tưởng tượng, để cho mọi thứ nó rõ ràng hơn. Chính vì vậy mà Sương mới thấy là bạn có thể dùng đan xen giọng trầm và giọng cao, nó không vấn đề gì hết. Đúng rồi. Dạ, và nó sẽ làm cho mọi thứ thú vị hơn. Em cảm ơn chị Sương. Thật ra thì anh nghĩ như vậy này mà, năng lượng hay không do mình phát ra, chứ không phải do cái âm trầm hay cái âm cao phát ra. Em có thể phát ra cái âm trầm cực kỳ năng lượng nếu em có năng lượng. Thật ra đối với em nghĩ là Wavy ấy, bạn đang có một cái ưu thế là cái giọng của bạn không phải ai cũng có được. Còn với Liu Grace thì khi mà em cất giọng lên, em là người vuốt lại toàn bộ cái beat này, em làm cho cái bài nó hài hòa hơn. Đối với anh, trong bài này Liu Grace làm khá là tròn trịa. Cảm ơn anh Karik. Cảm ơn tất cả các vị bạn giám khảo. Anh Thái, anh nghĩ sao? I feel like, you know, Liu Grace is like an international superstar. I think she got potential to do really big things. Wavy, he's just a smooth player. Like, I like his style. He got a lot of energy, you know, and they're both special to me. Vậy bây giờ xin mời các bạn hãy kêu gọi bình chọn cho mình. Cho mình hỏi mọi người ở đây một câu nha. Ai đang cô đơn? Ai? Ok, nếu các bạn bình chọn cho mình thì chắc chắn mũi tên này sẽ thuộc các bạn sẽ có tình yêu của Covid. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và là Liu Grace đến từ Under the Hood. Ở đây có ai đã từng đau khổ trong tình yêu rồi nhỉ? Mọi người có muốn đi cùng mình để hiểu sâu hơn cái nỗi đau đó là gì và mình vượt qua nó không? Bình chọn cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. Em phải đổi lại liền, nãy giờ chiến thuật đang hay rồi. Hãy bình chọn cho mình, các bạn sẽ bớt đau khổ. Đó, kiểu vậy. Dễ thương, hãy bình chọn cho hai bạn nha quý vị nha. 10 giây bắt đầu. Wavy 25, Liu Grace 75. Chúc mừng các em. Liu Grace, nếu bạn được chọn, bạn chọn ai? Em sẽ chọn Liu Grace ạ. Cảm ơn anh Bray. Wow. Em nghĩ là Liu Grace còn làm được nhiều điều hay ho hơn nữa trong tương lai. Andree, nếu là anh Thái thì anh Thái nên chọn Wavy. Còn em chọn Liu Grace xong. Andree, you got to tell me that. Big, em nghĩ là em sẽ chọn Liu Grace. Sẽ chọn Liu Grace. Xin mời ban giám khảo đưa ra quyết định. Thí sinh thứ 3 sẽ đi tiếp với đội Thái Việt G. Hình như Andree còn có nón vàng đúng không? Yeah. Nhưng mà em muốn một người trong đây sẽ đối đầu với một người qua Andree. Cho nên người đi tiếp sẽ là Liu Grace. Minh Lai và Shorty Tang, cả hai bạn đều rất thích làm nhạc live. Minh Lai thì nhẹ nhàng, còn Shorty Tang có cá tính rất là mạnh. Khi mà kết hợp hai bạn vào thì nó sẽ dung hòa được cái chất của cả hai. Anh muốn biết là cảm xúc của hai em được bắt cặp với nhau là như thế nào? Rồi em cũng hơi bất ngờ. Mình nghĩ là anh Shorty Tang sẽ đấu với Esmo, bởi vì nhìn hai người rất là giống nhau. Nhưng mà rốt cuộc lại là mình đã sắp đặt vậy rồi thì ok, mình đón nhận thôi. Vòng này thì anh muốn hai bạn này sẽ chơi một thể loại hoàn toàn mới nhé. Mình sẽ chơi trên một cái beat trap. Vậy là thử thách lớn đấy. Chủ đề của anh đưa cho hai em là ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Hai bạn sẽ làm cho anh về nhạc live nhưng mà phải tươi sáng nhé. Ở ngoài thị trường anh nghe rất là nhiều những bản nhạc kiểu kể khổ rồi tâm sự này nọ rất là trình bày. Dạ. Okay. Chắc chắn là khi anh làm một cái bài rap thì mình không làm nó như cách mà mọi người đã từng làm rồi. Đây là con beat dành cho mình. Cái đoạn guitar nó làm mình rất phấn khởi. Cái beat khá tươi và mình muốn làm một cái gì đó vui vẻ trong cuộc sống. Nói về cái sự sung túc, cái mong muốn của mình và người thân và người xung quanh của mình. Em muốn vợ anh trước hay là vợ em trước? Thôi em trước đi, tại vì em sẽ biết. Em cũng như là anh dựa vô em làm. WALK UP đã đưa một con beat tempo 125 BPM rất là Âu Mỹ với cái điệu guitar và những cái trống nhạc trap 808 rất là căng. WALK UP không nghĩ là anh em producer khác sẽ nghĩ đến là việc WALK UP sẽ đưa cái phong cách đó vào vòng thi lần này. Để nói về điểm yếu của Minh Lai thì giọng hơi trầm. Minh Lai không vuông mình, không nhây bằng mình. Thì cái màu nhạc có thể sẽ tối hơn mình một tí, hoặc là sẽ không sâu sắc bằng mình. Không có chuyện mình làm không tốt. Đối với mình, những cái thử thách mình đều có một cái tâm lý mình sẽ hoàn thành nó ở cái trạng thái cao nhất. Yeah, và đấy sẽ là beat của anh em trong vòng đối đầu lần này. Hai anh em nghĩ sao nhỉ? Em nghĩ là anh sẽ sử dụng một số melody ở trong bài nhạc này. Cảm giác cho nó da diết hơn, nó nói về cái chuyện ước mơ nó dễ hơn. Em có chơi melody không? Em nên đi, em nên làm một chút melody cho mọi người thấy được sự đa dạng của em sẽ thử. Shorty Tang không phải là một người giỏi trên melody, nhưng mà WALK UP cũng muốn đón xem Shorty Tang có thể làm gì với cái phần của mình trong cái bài này. Em thấy đề tài này cũng hay, mình cũng vui vui, không có gọi là quá khắt khe, cũng là quá tiêu cực với cuộc sống, nên mình nghĩ là cũng hợp lý với mình. Hồi đó giờ cách mình làm nhạc á, mình hay để ý những cái thứ tiêu cực và mình khai thác lên nó. Đây là một sự chuyển đổi và thử thách dành cho mình. Mình sẽ nhìn nhận mọi thứ nó tích cực hơn và lạc quan hơn. Anh muốn hai người kết hợp làm một bản nhạc này, không phải là đối đầu nhé. Khi mà người nghe cái bản nhạc này xong, ngày mai người ta sẽ chạy ra đường đi làm. Yeah. Anh muốn đó là cái màu sắc của cái bản nhạc này, ok? Nghe thấy ok đấy, nghe thấy tươi đấy. Andree rất là cần não, rất là đau đầu. Minh Lai đã có kinh nghiệm khi mà làm nhạc rồi. Nếu mà Andree không thay đổi được Minh Lai thì mọi người sẽ đặt câu hỏi là Andree làm gì cho cái team này. Còn với Shorty Tang, một cái bài này mà bạn ấy không tốt hơn thì mọi người cũng lại đặt dấu chấm hỏi cho Andree. Nhưng mà khi mà Andree đã ngồi vào cái ghế này rồi ấy, thì các bạn yên tâm, cả hai sẽ đều tốt hơn rất là nhiều. Các bạn thân mến, ở đằng đó có hai chàng trai đẹp trai đang đứng. Một người là Andree, người còn lại là producer đội của anh ta WALK UP. Liệu có một sự kết hợp gì chăng? Mời quý vị chờ đón trong tiết mục của Minh Lai và Shorty Tang. Và đó là tác phẩm Nay Mai. Hôm nay hở cái nóng ở Bình Thạnh, ngày mai mua cái lạnh ở Saba. Hôm nay tập gym ở quận 8, ngày mai bánh cua ở Sala. Hôm nay uống cà với sữa đá, ngày mai nghe nhạc Jamaica. Tất cả điều đó đều có thể xảy ra nếu cho anh tập trung vào cơ thể này và I love my homies, I running, we rap and it's spinning the block when the clock is about to get funny. It's time to get some money. Anh muốn tốt hơn cho anh chị em anh muốn đủ bàn trái cây kèm chép anh muốn bố mẹ không còn thức sớm chạy xe quá tốc độ men bạn ở trong xóm anh muốn di chuyển nêu nặng và sáng nhìn anh nay nghèo nhiều khi chiều mới sang nếu không muốn phải lại gần mùi khói nhưng nếu cần thiết thì anh sẽ mang xe tôi sẽ còn nông mọi khi bụng đói bên xăng phải để không để thời gian trôi qua anh này ngồi sau chiêu xe và giận lối nhưng sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm qua em ơi em ơi em à em ơi em là anh sẽ mua bao kem mặc váy đi cô nhưng mà những việc chưa mới xong đã ok em ơi em ơi em à Shorty em ơi em ơi em là nếu mà không làm việc đó thì khi đuối tiếc nên không lãng phí mọi chi đâu lấp lánh không phải để khoe vết sẹo trên người không bằng thiết phải che Shorty Tang chân thành không từ màu mè lời nói thật lòng chưa bao giờ vậy nghe không bị chất đóng anh luôn hăng say tối đa thời gian tìm ba chất đầy quên đi nỗi đau gạt đi đắng cay anh khang thịnh vượng đi vui đâu đây năm nhớ 10 nhung tình cảm trọn vẹn khi có người vùng người thăng hoa kẻ mông lung người sao hoa kẻ ung dung anh muốn xây nhà cho mama anh chị em mình không còn bồn ba anh muốn tim mình không còn hoa đa yêu em nhiều hơn như ngày hôm qua anh muốn dây chuyền đeo nặng và sang mấy thằng này nghèo nhiều khi chiều mai sang không muốn phải lại cần mùi khói nhưng nếu cần thiết thì anh sẽ mang sang làm đẹp cho đời không cần công cán bằng tính lương thiện là do trời ban dù cho người già hay là trai trẻ cùng rằng ngày mai phú quý giàu sang em ơi em ơi em à em ơi em ơi em là cho tàn thêm bay kho vàng trên tay ly rượu thêm say vô cùng em đêm nay em ơi em ơi em à em ơi em ơi em là hào quang xung quanh đôi mắt long lanh tâm hồn mong manh em đẹp như trong tranh em ơi em ơi em à em ơi em ơi em là anh sẽ mua bậc kênh mặc với đi cô nhưng mà những việc chưa mới xong đã ok em ơi em ơi em à em ơi em ơi em là nếu mà không làm việc đó thì sẽ khiến núi tiếng nên không muốn lãng phí một channel. I'm making a change, I show them some love, I say khiến họ rùng mình. I'm fading away, tiền to ở trong cơm, mong sang ngân người cùng mình. Anh nói chuyện hip hop được chiếu trên TV, muốn được phải đẹp tôn vinh. Là thế tiết quá, anh không làm cho sang, anh làm vì rất tin. Anh mong ngày mai tươi sáng, không còn nhà lính, không tính nhà quan. Anh mong ngày mai ấm áp, phản sự như ý, phúc lộc trời ban, chói sáng, kiêu sa, ngọc ngà, thiêu hoa, sương gió, phong ba, say đắm lòng ta. Và đây là Minh Lai, Shorty Tang. You know, the money team. You know what we do. Shout out to Andree, shout out to WALK UP. WALK UP. You know what we do. Chị. Yeah. Minh Lai, Shorty Tang và WALK UP. WALK UP, cái beat nó có khó làm lắm không để dung hòa hai cái cá tính này, một người rất là bộc trực, thẳng thắn, còn một người thì rất là đàn ông, lãng tử. Đây là beat mà em với Andree chắc là tâm đắc nhất trong vòng này. Và cũng bất ngờ là Shorty Tang và Minh Lai đã cùng kill cái bài này. Xin chúc mừng cả hai bạn. Cái beat này có một điểm đặc biệt nữa về nó là đây là một bài rap nói về cuộc sống, nhưng mà là không phải là một beat mang năng lượng nhiều, nó là một beat nhẹ nhàng để cho mọi người có thể nhìn được cái khía cạnh tích cực của cuộc sống. Vì sao bạn lại chọn xuất hiện ở bài này nhỉ? Do mê cái beat này nhất hả? Mê cái beat này nhất với cả đưa cái phần guitar của bài lên sân khấu. Nên là yeah, cảm ơn anh Andree. Cảm ơn sự xuất hiện của WALK UP đã hỗ trợ cho phần thi của hai thí sinh. Cảm ơn bạn. Bài biểu diễn vừa rồi, Big Daddy có thích hay không? Thật ra là bài hát này em đang thích nhất từ đầu chương trình đến giờ của Andree. Khi mà em đọc lời của Minh Lai như là cái vòng 1 của bạn ấy thì em vẫn chưa có nhiều cái sự ấn tượng. Nhưng mà lần này thì khác. Anh rất là thích cái flow mà em đã làm và anh rất là thích cái hook bài này. Về Shorty Tang thì anh ấn tượng về cái nội dung của em hơn khi mà em đưa ra được những cái hình ảnh và những cái sự tương phản ở trong lyrics của em. Nói chung là cả hai bạn đã hỗ trợ cho nhau và đều có được những cái hay riêng. Và đây là một bài hát mà anh rất là thích. Cảm ơn. Cảm ơn anh, mẹ yêu. Mời Bray. Cái cách đi flow, cái cách xử lý bài nhạc của Minh Lai rất là Tây, nghe nó rất là đã. Shorty Tang thì nó mang một cái gì đó nó rất là chân thành, rất là chân chất. Và đây là một cái bài nhạc em cũng rất là thích. Nhưng mà để gọi là nghiêng về một phía, em sẽ thích Shorty Tang hơn. Dạ, cảm ơn anh Bray. Mời anh Thái. So far, this is probably my favorite song of the day. I love the beat. The guitar sounds crazy on it. I think both you guys wrote the beat really well. Like both you guys killed it. You know, the flow, your cadence. I think Shorty Tang did good on round one. This one you're more mellow, but this round I think Minh Lai, he shined on this one. You know, but you still did good too, bro. The only line I hiểu ở trong cái bản này is Bình Lai uống cà phê soda or something like that. Cảm ơn anh. Yeah. Chắc phải hỏi sư phụ tụi em, Andree thấy sao? Về Minh Lai, sở trường của em là về live. Nhưng mà trước giờ những cái bài của em nó hơi tối. Thì khi mà em về đội của anh thì anh có nói với em và Shorty Tang là anh muốn mọi người làm nhạc tươi sáng thôi, mang lại cái năng lượng tích cực cho mọi người. Và cái bài này chủ đề anh đưa ra là ngày mai tốt hơn hôm nay. Thì anh muốn khi mà khán giả nghe đến bài này thì ngày mai mọi người muốn lao ra đường làm việc luôn, kiếm tiền. Cảm ơn anh. Còn Shorty Tang, em có nói với anh sở trường của em là old school. Yeah. Nhưng mà khi mà vào vòng 2 này thì anh muốn em làm một cái màu new school, chuyển một con beat trap, thử nghiệm một chút melody và em cũng đã làm rất là tốt. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh. Cảm ơn Bầu. Karik, em thấy sao? Ủa gì vậy? Không hiểu luôn á. À, có người phiên dịch, sẽ mời phiên dịch viên Suboi. Đây là phiên bản Minh Lai, em muốn xem ngay từ vòng đầu. Cảm ơn anh Andree đã chọn type này cho Minh Lai. Còn về phần Shorty Tang cũng tiến bộ về flow và hỗ trợ cho bạn diễn nhiệt tình. Karik xin có lời khen. Cảm ơn anh Karik. Cảm ơn Karik. Rất là đồng ý với cái ý kiến của Karik. Hai cái tính cách của các bạn rất là chân thành, nó làm sáng luôn cả cái nội dung của cái bài này. Và thật sự là Andree phải cảm ơn hai bạn vì phần trình diễn vừa rồi. Tí, em thấy sao? Cái ngôn từ này, cái cách bọn em thể hiện này đều cho thấy cái sự cố gắng của mình. Thực sự là đây là một cái mùa đem đến cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Anh rất là yêu thích năm nay á. Cảm ơn anh Tây. Cái điều anh lo sợ nhất ở Minh Lai thì đến vòng này em đã chứng minh cho anh thấy. Và em đã chinh phục được anh là ngôn từ của mình không hề kém cạnh những bạn có thể viết tiếng Việt. Cảm ơn anh. Yeah, mặc dù là em rất Tây, đúng với cái tên của em là Minh Lai. Đây là Mai Linh. À, Mai Linh à? Thôi chị. Shorty Tang có cái sự chân thành, nó sẽ có được rất là nhiều cảm tình của tất cả mọi người. Nhất là ngôn từ của em cực kỳ gần gũi đó. Dạ dạ. Yeah, những cái ngôn từ anh thấy năm nhớ 10 nhung này, tình yêu trọn vẹn khi có người vun. Thực sự là các bạn năm nay viết những cái mà anh cảm thấy rất là đặc biệt. Và em cũng cho anh thấy cái hình ảnh Dirty phiên bản vạm vỡ. Rất đáng yêu đúng không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Ngày mai đi tập gym vào. Phiên bản vạm vỡ à? Vạm vỡ. Ngày hôm nay khi mà ngồi ở trên ghế thì mình đã được thấy cái sự tiến bộ của các bạn. Tại vì Shorty Tang mới vô rất là rung. Ôi em làm gì? Em làm gì? Còn Minh Lai thì luôn luôn cúi gầm cái mặt xuống dưới sân khấu. Rồi sau nói em lên sân khấu em rất là sáng. Đúng không? Mọi người có thấy hôm nay là Minh Lai có một cái thần thái tỏa sáng hơn rất là nhiều. Yeah. Có thể là cái này phải cảm ơn Andree đúng không nè? Cho Andree nhận xét một chút về Minh Lai. Sau khi mà em làm cái bài vòng 2 á thì anh trở thành một người nghe nhạc của em thường xuyên hơn. Bởi vì em có một cái flow rất là quái vật. Em biến chuyển nó mà anh cũng không ngờ là khi mà anh đưa cái type beat này ra cho em mà em có thể làm được như vậy. Rất là quái dị luôn. Cảm ơn anh. Yeah. Minh Lai xưa là flow vẫn dị. Chẳng qua là hay viết tiếng Anh quá cho nên mình không biết là vào rap Việt như nào thôi. Ok và... Anh Thái! Today probably Minh Lai. Cảm ơn Thái. Bray. Em sẽ chọn Shorty Tang ạ. Cảm ơn Bray. Mời Big. Sẽ rất là khó để mà đưa ra được cái sự lựa chọn. Tại vì là cả hai bạn này đều là những người mà rất là bươn trong cái chủ đề này. Nhưng mà nếu nhỉnh hơn một chút về sự lựa chọn thì chắc là em sẽ chọn Minh Lai. Tại vì em rất là thích flow của bạn. Cảm ơn Big. Minh Lai 2/1. Ok và mời Shorty Tang kêu gọi bình chọn cho mình. Mọi người ơi! Mọi người ơi! Mọi người ơi! Đây rồi. Mình đã sử dụng hết tất cả các sức lực của mình 200-300-400% để mà mình thể hiện cái tiết mục của ngày hôm nay cùng với lại Minh Lai. Mong mọi người bình chọn cho mình nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người. Lần sau em đề ba nhẹ lại một xíu, nãy anh xém té. Ừ. Dạ dạ. Nhưng mà thật ra đó là một cái đề ba tốt. Mời Minh Lai. Mình là Minh Lai, mình đến từ Under the Hood. Ở đây có ai biết Under the Hood? Under the Hood, Minh Lai so good. One more time, Under the Hood, Minh Lai so good. Under the Hood, Minh Lai so good. Nhớ nha. Thông minh. Và 10 giây bình chọn bắt đầu. Và kết quả bình chọn xin mời. Shorty Tang 32 điểm và Minh Lai 68 điểm. Ba giám khảo sẽ quyết định thí sinh bước vào vòng trong. Mong là thí sinh này sẽ có những bước tiến rõ ràng nữa khi được bước vào vòng sau. Xin chúc mừng cho